Vâng, xin Điện Mặt Trời Hải Đăng xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay em quay đến đây một cái giải pháp rất là nhỏ thôi, tiết kiệm chi phí mà hiệu quả cực cao anh em nhé. Thì cái bảng điện như thế này, bản thân của nó là nó đã có cái lắp chụp này rồi. Đấy, nó là một cái bảng điện như thế này, em đã ráp sẵn như thế này. Đấy, đầu kia là đồng bấm cốt hết rồi, dây dở đây này. Dây dương là đỏ, dây âm là đen. Một cái bảng trên tay em như thế này nhé. Hiện tại đang 11,8V. Thì em bán cái combo này nó chỉ có một cái bảng điện này và một tấm pin 100W đang phơi nắng ngoài kia. Giờ này thì cũng là 3-4 giờ chiều rồi, nhưng mà em cũng mát mát thì mới có thể quay video phục vụ các bác được. Đấy, thì cái combo của em bán là chỉ có một cái bảng điện này lắp sẵn này và một cái tấm pin kia, để làm sao nó tối ưu hóa cái giá trị của nó, bởi vì không cần tủ mà cũng không cần phải gì ghê gớm cả. Chứ một cái bảng này thì các bác xách đi cũng được, các bác treo lên cũng được, các bác cố định vào tường cũng được. Em đấu sẵn rồi các bác, không việc gì cả. Cái việc chính của các bác là như này đây, là mang cái này về và lắp cái dây từ tấm pin xuống. Đây, em đánh dấu như này rồi nhá. Dương là âm, là bên tay trái em, âm là bên tay phải em. Đấy, các bác về cái việc của các bác là cái việc của các bác chỉ là thế nào, chỉ là mở con ốc này ra và đút cái dây điện của tấm pin vào thôi, chứ còn mọi thứ là em đã đấu sẵn hết rồi. Đấy anh em nhá, đấu sẵn rồi. Đi hiện tại thì trên cái này nó đang báo hình mặt trăng này, tấm pin mặt trời đang báo hình mặt trăng, tức là buổi tối không có điện vào đấy. Thế bây giờ sau khi mà em đã đấu điện từ tấm pin vào thì nó sẽ là hiện cái hình mặt trời anh em nhé. Đấy. Đây, bắt vít lại, bắt chặt tay vừa phải thôi, cũng không cần quá chặt. Và thì đến cuối video em sẽ báo giá cái bộ này như thế nào, giá của nó sẽ rất tuyệt vời, ai cũng có thể dùng được, gia đình, thành phố, nông thôn, rồi thậm chí là tốt nhất là cho anh em xách ở trên những cái khu vực mà không có điện. Đấy, sau khi mà em đóng cầu dao thì đấy, chỉ có mỗi thế thôi. Âm là màu đen rồi, dương là màu đỏ đây rồi. Mà đậy cái lắp này lại, đậy cái lắp này thì bắt vít thôi. Đây nó có con vít thì các bác bắt lại. Đấy, đóng lại nhá. Anh em để ý này, khi mà đóng cầu dao lên thì là cái hình mặt trăng nó biến mất này. Đấy, thay vào đó là hình mặt trời anh em nhá. Đấy. Và vừa nãy anh em để ý không? Vừa nãy là 11V mấy mà bây giờ nó đã lên hơn 12V. Với cái ánh nắng của miền Bắc mà hơn 4 giờ chiều như thế là cũng là quá đạt rồi. Đấy. Thì đèn đây, đèn đây sáng là đèn dạng đông anh em nhé, dạng đông ấy, rất sáng, 12W của dạng đông. Đấy, đây hộp của nó đây, dạng đông 12W. Đấy, quạt thì quạt điện cơ 1991. Đấy, còn cái ve chai này thì là cũng em cũng bật mí cho anh em là có thể là mua cái bình ắc quy ve chai thôi. Em mua cái này là 250.000, 45Ah của Pinaco. Cái này em mua ở cái tiệm lốp nhíp ở thành phố Thái Nguyên, có tiệm nhà Hà Dũng ấy, gọi là Dũng Lốp ấy. Nó có rất nhiều cơ sở và nó những cái ắc quy người ta thải ra nhiều lắm. Ta cứ mua cái này 250.000 thôi, các bác dùng 1 năm nữa các bác bán được 200.000, bán đồng nát được 200.000, thế là vẫn còn lỗ có 50.000 thôi. Đấy, cực kỳ rẻ tiền. Đấy, Điện Mặt Trời Hải Đăng thành phố Thái Nguyên xin kính chào các bác. Đấy, thì đây như thế này là đã đạt được rồi. Đây trong cái củ sạc bên tay sườn trái của cái củ sạc ấy, của điều khiển sạc, nó có một cái nút USB, các bác cắm vào phát này, cắm vào thì các bác sạc điện thoại. Đấy, sạc điện thoại luôn nhá, em cắm lại này, cắm vào thì sạc điện thoại. Chế độ sạc điện thoại luôn. Cái này thì nếu mà nó đang ở chế độ 15 thì các bác đưa nó về chế độ 16. Chế độ 16 rồi là bật được đèn ban ngày. Thế còn chế độ 15 thì chỉ bật đèn ban đêm thôi. Đấy. Thì cái bên tay sườn này là có sạc điện thoại rồi. Thế còn đây là bình ắc quy. Còn cái này em đã đấu cốt sẵn rồi. Cái bóng điện đây. Thế cái combo mà như thế này nhá. Combo một tấm pin này và một cái bảng sạc như thế này, sẵn cầu dao gắn sẵn rồi. Về các bác chỉ có mỗi một cái việc là
là cắm điện mặt trời vào từ tấm pin vào đây thôi. Xong các bạn đóng cầu dao đúng cực âm dương mà em đã đánh dấu sẵn đây này, dương âm này, cực này cực kỳ tiện các bác nhé. Xách đi rừng được mà gắn cố định trên tường cũng được đấy, và rất là rẻ. Cái combo một tấm pin 100W solar fancy thì em cũng sẽ quay thông số ngay, và một cái điều khiển sạc HP 2430 anh em nhé. Đấy, báo giá cho cái bộ này của các bác là 1.900.000. 1.900.000 là combo một tấm pin và một cái bảng điện sẵn như thế này. Các bác về chỉ việc đóng cầu dao là chạy thôi. Đấy, còn ắc quy thì các bác chủ động mua ở cái tiệm lốp nhíp cũ ấy, thì nó rẻ thôi. Đấy, cách làm là như thế các bác nhé. Đấy, còn cái quạt này mới này, cái bóng đèn này thì mua ở đâu cũng được, toàn sử dụng 12V thôi các bác. Chỉ có mỗi một cái yêu cầu duy nhất là các bác cắm cho em đúng cực âm dương thôi, dương và dương, âm và âm anh em nhé. Đấy, thì sử dụng điện mặt trời cực kỳ rẻ tiền và tiện lợi, có thể sạc điện thoại này, có thể là bật quạt này, rất là mát, từ nãy giờ em vẫn bật quạt đấy, và bật bóng đèn ban đêm. Đấy, cái này thì cam kết với các bác là không bao giờ hết điện cả, chạy cả đêm luôn, một cái quạt, một cái bóng đèn. Đấy, sáng thì các bác sạc mà đêm thì các bác dùng, mà cả ngày vừa sạc vừa dùng cũng chả sao cả, bởi vì cũng không sợ cái ắc quy nó hỏng đâu, ắc quy ve chai thì có gì mà sợ hỏng nữa, hỏng thế là đủ lắm rồi. Trong vòng khoảng 1 năm các bác thoải mái thì vứt đi bác lỗ 50.000. Đấy là cái cách dùng hiệu quả, tiết kiệm và kinh tế các bác nhá. Đấy, thì hiện tại thì em cái bóng dạng đông 12W như thế này em bán 80.000. Đấy, quạt như này thì là 230.000, quạt điện cơ 91. Tất cả mọi thứ rất là rẻ tiền thôi, không có vấn đề gì cả, ai cũng có thể dùng được. Đấy, em báo giá lại cái combo này là 1.900.000, bao gồm có một tấm pin 100W solar fancy và một điều khiển sạc HP 2430 đã được ráp sẵn lên một cái bảng điện như thế này. Anh em về không cần phải đấu đá gì cả, chỉ cần ghép vào bình. Đấy, cái dây của nó đây, đưa vào bình, cốt sẵn rồi đây này, có đầu cốt nhé, chứ không phải là em để lùng tùng nữa. Đấy, các bác ghép vào bình, sau đó là cứ thế là bật cầu dao lên là dùng thôi, không phải làm gì cả, cho nó đỡ phải gọi điện hỏi bác ơi đấu thế nào, đầu dương, đầu nào, đầu âm thôi, không bỏ qua cái giai đoạn đấy đi, em đấu sẵn rồi. Đây này, rảnh rỗi em đấu sẵn, các bác chỉ việc có xài thôi anh em nhá. Đấy, đây là tấm solar fancy này, em quay lại một chút nữa này, pin mono nhá, pin mono solar fancy, dòng sạc của nó là được đến 5,36A rồi, nên là thoải mái sử dụng. 5,36A mà nó hấp thụ nhiệt điện nhiều lắm, nhưng cái các bác hình dung là một cái đèn mặt trời, cái tấm pin nó bằng 1/4 cái này mà nó cũng chạy cả đêm, nó có hết điện đâu. Thế thì mà nó to như này thì thoải mái bật quạt này, đèn này mát lắm và rất là sáng anh em nhá. Đấy chính là một cái chia sẻ về sử dụng một cái bộ điện mặt trời cực kỳ rẻ tiền và tiết kiệm. Đấy, chúc anh em có những cái lựa chọn cho mình những cái bộ nó phù hợp với lại túi tiền và cái nhu cầu sử dụng của mình. Xin chào tất cả anh em.